Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thanh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai vàng cũng như là tứ quý luôn nha quý vị. Và ở phía trong cũng có một số mai bự nha. Rồi, chào Thanh. Chào anh Tức, chào cô chú anh chị nha. Nay em có về ăn lô cây mai giao lưu với cô chú anh chị nha. Thì trong đây có 3 cây tứ quý. Hình mấy cái cây này là phôi này em ship toàn quốc. Địa chỉ của em là 365 Nguyễn Tôm, Tỉnh Tre. Thì điện thoại em để chủ đề á. Rồi. Đó, nhắn cái nào mình điện cho em. Phôi bự bự mã số 1 này mình cũng toàn quốc luôn ha em. Rồi. Toàn quốc luôn. Toàn quốc cái nào? Này nè. Cái này 200 km à. Rồi mã số 1, một phôi rất là to cũng cao nè. Đó, này tông thóc thân cũng hơi cao đây ha. Rồi. Thóc thân này khoảng nhiêu đây em, có đo sẵn nào đó chứ nằm dưới đất em có đo sẵn không? Rồi tới đo được à, tới ha. Có 1m4 đúng anh. Rồi thoát thân 1m4 tiền dù. Để mình kéo từ dưới lên quý vị, mình nghĩa từ dưới lên cái hang. Thoát thân này 1m4 ha. Từ đoạn thoát thân lên thì tay cành. Đó, tay cành ha. Rồi từ thoát thân đó lên chắc khoảng mét gì không ha. Cái này khoảng 2m6 anh, 2m6, 2m7 á. Rồi. Nói chung khoảng tầm 2m6 cho chắc ha. Dạ. Đó. Rồi mình kéo rà xuống những quý vị, mình không thể nào mà kéo tổng thể cây được nha, mình kéo đoạn rà xuống nha quý vị, tại mình không có lùi ra xa được nữa đây. Rồi xuống với bộ gốc nữa nè, vô hoành luôn ha. Hoành đây 51 anh. Rồi 51 đó, đó 51, còn kéo chạc xuống cái ở dưới là 55. Đó, tùy cái vị trí đo thì ra hoành to hay nhỏ là tùy cái vị trí mình đặt thước thôi ha. Đây có bệ cũng bự ha. Đó. Nó dồn về bên đây. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu giá 6 triệu anh. 6 triệu bao ship 200 km. Rồi quá xa nặng. Rồi tiếp tục luôn. Em số 2 này cũng bự bự luôn nè. Nó kéo giờ ra đây chắc bị được. Xa xa vậy là thấy tổng thể được ha. Cái 2m5 anh. Rồi tầm 2m5 ha. Dáng hơi hơi siêu siêu nhẹ nhẹ. Tóc thân em này khoảng nhiêu đây em? 70 anh. Rồi 70. Mình kéo tay cành từ đỉnh xuống nha quý vị. Đó, có những cái tay cành nhưng mà cũng cắt rồi ha. Rồi vô hoành luôn. Hoành đo ngay đây 40 là anh. 40. Rồi xây đế luôn em. Rồi cái này giống luôn 3.500.000 anh. Mấy em? 3.500.000. 3.500.000 hả? Rồi, ship sao? Cái này hả? Này ship 200 km luôn à. Rồi 200 km, 3.500.000. Mã số 2. Rồi tiếp tục mã số 3 luôn ha. Cũng to nè. Rồi mã số 3. Rồi chiều cao 1m4 anh. Rồi 1m4 cao. Này có cái bộ rễ ở dưới cũng nhìn cũng quái quái quá ha. Ở xa xa là mình thấy có cái đầu quái ha. Hồi gần cận cảnh cho quý vị mình xem nè, cho kỹ ha. Này độ trường của rễ đó nhiêu? 43. Trường 43. Này đây qua 43. Rồi rễ này qua rễ này là 80. 80. Rồi vô hoành luôn. Hoành ngang chậu cái cổ đó ha. Ngay cổ này thì nó là 49 lên. 49 ha. Rồi để luôn. Đó. Giao luôn nhiêu em? Cái này 7.500.000 anh. 7.500.000, ship 200. Còn quý vị mà có chốt luôn nguyên cái bộ ba này thì giá thương lượng nha quý vị. Thương lượng
này chắc hơi như bọn á. Tại vì ba cây mình diện chỗ ha, giảm tiền phí ship lại hai cây luôn. À, quý vị thích cây nào mình cứ alo. Rồi mình dời bằng quay xe ra đây xíu ha. Số 4. Rồi mã số 4. Mét 2 anh. Rồi cao 1m2. Rồi hoành luôn. Hoành 31 yếu rồi. 30 anh ơi. Rồi 31 yếu. Rồi xuống đế luôn ha. Em này thì tông thằng dù rồi. Ở nói ha. À, đế nè. Rồi giá luôn như đem. Cái này 1.6 triệu anh. Rồi 1.6 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Lên luôn. Ba mươi. Rồi cao 30. Hoành 27. 27 hoành. Để luôn. Rồi giá luôn như em. 500 anh. 500 xuống cây. Rồi mã số 6 luôn rồi quý vị. Rồi chiều cao em nói luôn. 90. Rồi 90 cao. Vì nghĩa kỹ thân người tay cành luôn ha. Thân người lắc này ta cành cắt rồi. Chị pho dịu gì ghép nha. 25. Rồi. Đó. Rồi vô luôn như em. 800 anh. 800. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7 luôn. Rồi mã số 7 ha. Rồi chiều cao 80 anh. 80. Rồi xây xây luôn. Cây này lên sụ gốc nè. Nguyên cụ sụ gốc quá nè. Này sụ cám bít mình ha. À, nguyên cũ luôn. Nguyên khúc mình luôn. Sụ cám bít hết rồi. 31 anh. Rồi xây xây luôn. Giá luôn nhiêu đây em? Cái này giá 1.4 triệu anh. 1.4 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 8. Lên luôn. Thành Thành đứng nép qua người bên kia cho Thành để lấy sáng. Rồi cái số 8. Rồi cao luôn em. 60 anh. Rồi cao 60. Hoành. Hoành 31 anh. 32 yếu 31 anh. Rồi 31 hoành. Rồi xuống đế luôn. Đế phân bố đều ha. Rồi cho luôn như em. 1.3 triệu anh. 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi lên số 9 luôn. 1.1 m. Cao 1.1 m. Rồi vô hoành luôn đi em. 31 anh ơi. Rồi 31 chính xác. Để nè. Rồi vô luôn nhiêu đem. Cái đạn tiểu anh ơi. 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 10. Rồi chiều cao luôn. 1.6 m anh. 1.6 m. Thân lắc có tay cành ha. Cái này mạnh cây ghê ha. Lá ở trên kìa. Hết chứ cái lá ha. Bự. Lá bị chảng ha. Cái này con be nó cạp làm đường túng. Giờ kéo nhựa bít hết tôi nè. Liền da hết tôi nè. Tay dếp vỏ mà kéo da liền hết rồi. Ba bốn yếu ba ba. Rồi 33 hoành. Để luôn. Để bốn mặt có đủ nè ha. Rồi giữ luôn như đen. Rồi cái này giá 1.3 triệu luôn anh ơi. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên mã số 10 luôn. Mấy 11 hả. Rồi mã số 11.
Rồi, cao luôn. 1 mét. Rồi, cao 1 mét. Rồi, xuống quanh luôn. Đế này cộng lực quá ha. 26 anh ơi. Rồi, 26. Rồi, đế luôn. Đó, đế lực lực ha. Rồi, cho luôn như đen. Cái này dán 1.9 triệu anh. Rồi, 1.9 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 12 lên luôn. Rồi, mã số 12. 55. Rồi, cao 55. Hoành luôn. 31. Rồi, xoay xoay luôn. À, gì nghe kỹ ha. Cái vết cắt kìa ha. Quay rất rõ rồi, nhưng mình khỏi nói mấy chỗ vị trí vết cắt ha. Cái gì cũng thấy rồi đó. Rồi, để cộng bự bự ha. Trước có, sau có luôn, bên hông cũng có luôn. Rồi, cái này 1.7 triệu anh ơi. Rồi, 1.7 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 13 phải không? Rồi, 13. Mét 2. Rồi, cao mét 2. Rồi, sẽ xây luôn. Rồi, vô hoành luôn. 36 hoành anh. Rồi, hoành 36. Đế, hết sức của đế ha. Đế to to phân bố đều nè. Rồi, vô luôn như đen. 2.1 triệu anh ơi. 2.1 triệu, đế whip. À, đặt kẹo. Rồi, xuống cây. Số 14 luôn. Em lùng lực bonsai luôn. Giót đọt lại còn chút xíu luôn. 30 à. Rồi, cao 30. Đó. Giờ này đo đâu? Đo này ha. Đo đâu? Đo đâu hình báo đó. Đây 34. 34. Đo luôn tổng cái nhánh. Đo tổng ngay chỗ cái cổ. 40. 40. Đo thân trên thì có 18 à anh ơi. 18. Đế lực dữ lắm. Đế bự. Rồi, giá luôn như đen. 1.5 triệu anh ơi. Rồi, 1.5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 15. Em siêu siêu rồi nè. Có cho em bài gì đó. Mét đúng anh. Rồi, 1 mét. Nó nằm luôn. Nó nằm luôn rồi. Rồi, nằm vậy đó. Dán rồi, vô hoành luôn. 22 anh. Rồi, xây đây, chừng đụng cái này nha. Đó, nằm vậy đó. Rồi, xuống đế luôn đi, như vậy dán nó vậy đó. Rồi, đế nè. Thôi, cục để quay quái. Rồi, ngừng lại luôn. Rồi, quay ngược lại cái luôn. Rồi, nhiêu đó đó. Rồi, giao luôn như đem. 900 anh ơi. 900. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 16 ha. Rồi, chiều cao. 1m15. Rồi, 1m15 cao. Rồi, xuống vành luôn. Quạt 34 anh. Rồi, 34. Nét nét qua kia cái thanh. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? 1.2 triệu anh ơi. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 17. Rồi, chiều cao luôn. 1.6 anh. Rồi, 1.6 cao. Rồi, 6 ha. Rồi, xuống hoành luôn. 28 anh. 28. Rồi, đế luôn. Đế cũng nhìn cũng đẹp mắt quá nè. Rồi, giá luôn như em. 1.1 triệu anh. 1.1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 18. Rồi, chiều cao. 1.1 triệu anh. 1.1 triệu.
Rồi, hoành luôn. 31 anh ơi. 31, rồi xây xây luôn, quý vị nghe kỹ nha. Rồi xuống đế nha. Rồi vô luôn nhiêu đêm? Triệu 3. Triệu 3, rồi xuống cây. Rồi số 19 luôn. Rồi chiều cây 19. 60. Rồi 60. Rồi hoành luôn. Rồi 28. Rồi xây luôn. 28. 28 hoành. Em ném kia. Để quý vị. Rồi vô luôn nhiêu đêm? Triệu 1 anh ơi. Triệu 1. Rồi ok. Rồi mã số tiếp theo luôn. 20. 20. Bích 6 anh. Rồi. Cái này lên nhau me hết luôn, nguyên cây luôn anh ơi. Này, để mình lên xem nhân nữa quý vị. Lên da gì đây? Lên hết cây rồi. Luôn. Tới toàn này thôi ha. Rồi. Ngừng. À, cái da nó về nè quý vị. Thì dài bích cái tên vậy ha. Da nhìn lạ lạ ha. 36 yếu 35 anh ơi. Rồi 35. Da nhìn lạ ha. Lạ lạ mắt. Rồi để luôn. Rồi cái này 2,5 triệu anh ơi. Rồi 2,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 21. 21 cao luôn. 50. Rồi có lũa nha. Rồi lũa miếng. Rồi thành rồi. Vô hoành luôn. Đó, tên đi. Ừ, tên đó là nhiêu? 25 anh ơi. 25 hoành. Rồi để luôn. Rồi cho luôn như em. 900 anh ơi. 900. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 22. Rồi 22. 75. Rồi 75. Bài gà. Bài gà 70. Rồi. Đó. Bài phóng vậy đó cho quý vị xây xây tiếp vòng nữa cho quý vị nghe kỹ tay cành thân thế nữa đi em. Rồi mình xuống hoành nhưng quý vị. Ba bốn yếu 33 này. Rồi 33. Rồi quý vị nghe đế ha. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? 3 triệu 2 anh. 3 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 23. 23. Cao 40. Rồi, 40 cao. Quận 22. Rồi, em này là nó tần. Em này nhìn giống lên xù à. Muốn giống lên xù ha nè. Già anh sần. Đậu già. Sần giống gần lên xù ha. Ờ. Xuống đế ha. Ờ đế nè. Nhìn em này thì cái đậu già là có đó ha. Sần giống lên xù ha. Rồi cái này giá lưu 800 anh ơi. Rồi 800. Không có báo xù nha quý vị. Báo có đậu già thôi nha. Rồi mã số tiếp theo. 24. 24. Cao 1,5 m. Rồi 1,5 m cao. Rồi mình xuống hoành dưới đế luôn ha. 31 yếu tới 30 đi. Rồi xây đế luôn. Đây đó.
Đây cũng sẽ đều ha. Rồi cho luôn như đen. Tiểu tư anh. Tiểu tư rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 25. Cao 25. Rồi cao 25 luôn. Hoành luôn. Hoành 29. Rồi 29 hoành. Rồi xe xe luôn. Giá luôn như em. Rồi cây này giá 800 anh ơi. 800. Rồi xuống cây. Rồi 26 đế lực lưỡng như lực sĩ luôn. Đó. Mã số 26 ha. Đế nôm lực luôn. Rồi chiều cao em đó. 60 anh. Rồi 60 cao. Rồi xây xây cho vị nghĩa ha. Để như ghế, ghế như cái khế vậy. Để nôm cọc to ha. Nôm nó khoảng nhiêu em? 30 anh. Cái nồi khoảng nhiêu em? Tổng nồi đế nhiêu? 150. Rồi dưới ha. Nồi 150 luôn. Rồi hoành luôn ha. Hoành 38 anh ơi. 39, 38, 38 à 38. 38 à. 38 như nào quý vị. Đế lực ha. Nồi nguyên cái nồi thiện 150 luôn. Rồi giá luôn nha em. Cái này giá là 7 triệu rưỡi anh. 7 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 27. Tứ quý. Rồi tứ quý. Tứ quý có 3 mã số cuối ha. Mã số 27 tứ quý. 75 anh. Rồi 75. Rồi giao hoành luôn ha. Hoành 38 anh ơi. Cái gì? 38 hoành ha. Rồi để luôn nè. Đó, để hai công chịu chản ăn trước ha. Lưng hông có đủ ha. Rồi cái này 3 triệu rưỡi anh ơi. Rồi 3 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 28 luôn. Này ba thân ôm. Ôm sát luôn ha. 65. Rồi cao 65. Hoành luôn. Hoành 30 yếu 29 đi. Rồi 29 hoành. Đó, ba thân ôm sát luôn ha. Quyện vào nhau luôn. Rồi xuống đế ha. Để có cộng rễ lắc 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 giống con rắn mà đây nè. Rồi cái này 1.2 anh ơi. Rồi 1.2. Rồi xuống cây. Rồi mã số cuối clip luôn. Mã số 29 tứ quý luôn. Thì ba mã số cuối clip là tứ quý nha quý vị. Rồi chiều cao. Bảy mươi anh. Rồi cao 70. Rồi quý vị nghe đường thân tay cành em nói nha. À. Rồi dấu hoành luôn nghe Thanh. Ba tám luôn anh ơi. Rồi 38. Rồi xoay xoay luôn. Đây cũng đặt hết trơn ha. Rồi. Cái luôn nhiêu em? Cái này 3.3 anh. Rồi 3.3. Rồi xuống cây. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào cứ alo em Thanh ha. Thì số điện thoại của em Thanh thì mình để phần tiêu đề đó quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.